ở cách nấu truyền thống, thường chúng ta không có thói quen kiểm soát nhiệt độ và không có công cụ để hỗ trợ. Trừ các món đặc biệt như bánh, phải cần sử dụng đến nhiệt kế. Việc kiểm soát nhiệt độ chính xác giúp chúng ta lưu giữ được tối đa vi chất dinh dưỡng, kết cấu và màu sắc tự nhiên của thực phẩm. Màn hình chính của Thermomix hiển thị 3 vòng tròn thời gian, nhiệt độ, tốc độ. Vòng tròn nhiệt độ nằm ở chính giữa. Đây là phát minh quan trọng của kỹ sư Thermomix, giúp kiểm soát hoàn toàn 3 vòng tròn ẩm thực của tạo hóa. Một món ăn thành công chính là món ăn được nấu ở nhiệt độ kiểm soát chính xác, trong mức thời gian vừa đủ, không thừa không thiếu, với sự hỗ trợ đảo khuấy đều nguyên liệu ở tốc độ phù hợp, giúp nguyên liệu tiếp xúc đều với nhiệt và gia vị ngấm đều, chính là bí kíp để tạo nên các sự khác biệt khi chế biến giữa một người đầu bếp chuyên nghiệp và một người nấu ăn bình thường. Để làm quen với cách điều khiển 3 vòng tròn này, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu từng vòng tròn một. Đầu tiên là thời gian. Bạn có thể điều khiển thời gian bằng cách vặn từ nút chọn. Bạn có thể cài đặt được thời gian trên màn hình chính từ 1 giây lên đến tối đa 99 phút. Để nấu được ở mức thời gian lâu hơn, ví dụ như 12 giờ, bạn cần chọn các chức năng hay chế độ nấu tự động như sous vide hay nấu chậm. Vòng tròn tiếp theo là nhiệt độ. Vòng tròn này sẽ giúp bạn điều chỉnh nhiệt độ cho phù hợp từng món ăn. Bạn chỉ cần xoay nút chọn để lựa chọn nhiệt độ thích hợp. Máy sẽ ra nhiệt từ để nguyên liệu trong mình trộn đạt đến mức nhiệt mà bạn đã cài đặt. Thermomix sẽ kiểm soát liên tục để đảm bảo nhiệt độ được duy trì chính xác trong suốt quá trình nấu. Nhiệt độ thực tế hiển thị ở phía trên nhiệt độ đã lựa chọn. Thermomix có nhiệt độ từ 37 độ đến 120 độ với TM5 và 37 độ cho đến 160 độ với TM6. Mức nhiệt 160 độ sẽ không thể tự điều chỉnh trên màn hình chính mà cần thực hiện thông qua các công thức cài đặt sẵn như chế độ nhiệt độ cao và thắng đường để đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Trong cuốn sách nấu ăn cơ bản đã có bản minh họa cụ thể các mức nhiệt độ khác nhau. 37 độ là nhiệt độ chuẩn để kích hoạt men làm bánh và đánh bông lòng đỏ trứng cho món cà phê trứng. 37 đến 55 độ là nhiệt độ để làm tan chảy sô cô la và bơ, hâm nóng sữa cho em bé. 50 độ là nhiệt độ đun ấm hỗn hợp sữa làm sữa chua. 60 độ là nhiệt độ đun ấm hỗ trợ panna cotta, mousse. 50 đến 75 độ là nhiệt độ để chế biến thực phẩm theo phương pháp sous vide. 70 đến 100 độ là nhiệt độ lý tưởng để nấu sốt, ví dụ như sốt BBQ, sốt hâu lông đai. 80 đến 95 độ là nhiệt độ để pha trà, hâm nóng sữa mà không đun sôi quá mức. 98 độ là nhiệt độ để ninh nước xương trong hoặc nấu các món hầm nhừ, nấu chậm. 100 độ là nhiệt độ để đun sôi, nấu các món canh, súp, cháo hoặc các món om kho. 105 đến 115 độ, nấu siro đường. 120 độ, nhiệt độ để chế biến các món xào, phi thơm hành tỏi. Nhiệt varoma là nhiệt độ để hấp tầng 2 đến 3 món cùng lúc và nấu các món ăn cần cô đặc nước sốt như thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt, sao ruốc, xiên nhân mứt. Cuối cùng, có một vài điểm khác biệt nhỏ giữa TM5 và TM6. TM6 có thêm một số chức năng kiểm soát nhiệt tự động như sous vide. Sous vide của TM5 bước nhảy là 5 độ 1, còn của TM6 là 1 độ 1. Với thời gian cài đặt cho phép lên tới 12 giờ thay vì 99 phút. Nấu chậm 37 độ đến 98 độ. Thời gian lên đến 8 giờ. Lên men 37 đến 70 độ, làm sữa chua, ủ bột. Đun nước cho phép cài đặt nhiệt độ chính xác tùy nguyên liệu mà không cần cài đặt thời gian và tốc độ. Làm đặc, chức năng này dùng để làm các loại sốt, mứt một cách dễ dàng. Đặt nhiệt độ 80 độ cho những món làm đặc từ trứng và 100 độ cho những món làm đặc từ tinh bột. Làm ấm. Chế độ này dùng để làm ấm thức ăn cho trẻ em, làm ấm sữa, sốt hay hâm nóng thức ăn với mức nhiệt từ 37 đến 90 độ C. Thermomix sẽ đun hỗn hợp trong bình trộn đến đúng nhiệt độ đã cài đặt và ủ giữ nguyên nhiệt độ. Nhiệt độ cao, bạn có thể thắng đường, nấu món ăn ở nhiệt độ cao tới 160 độ theo các công thức có sẵn trên Cookie Do. Cơ chế cảm biến nhiệt độ hoạt động liên tục giúp kiểm soát nhiệt độ chính xác tại mọi thời điểm và đưa ra cảnh báo khi nhiệt độ trong bình trộn hoặc động cơ quá nóng. Một số chức năng sẽ tự ngắt, không hoạt động khi nhiệt độ trong bình trộn vượt quá mức cho phép, ví dụ như turbo, nhào bột. Ngoài ra, để cảnh báo an toàn khi tiếp xúc với bình đang nấu, khi nhiệt độ trong bình dưới 60 độ, đèn sẽ hiển thị màu xanh và trên 60 độ sẽ có màu đỏ. Lúc này chúng ta không nên chạm tay vào bình.